Trong bộ phim mới của Triệu Kim Mạch, Đỗ Hoa Niên, ngay từ đầu cô và nam chính Trương Lăng Hách cùng nhau tự sát và cả hai đều nghĩ rằng đối phương là người gây ra. Kết quả là họ cùng sống lại, từ kẻ thù trở thành bạn thân, rồi từ bạn thân trở thành người yêu với tình yêu sâu đậm. Trong kiếp trước, anh là Bùi Văn Tuyên, thừa tướng đương triều, hoàng đế thân thể không tốt, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Trong khi hoàng hậu thì đứng chặn ở cổng cung để ngăn hoàng đế phế thái tử và lập đại hoàng tử Lý Bình kế vị trước khi qua đời. May mắn là Bùi Văn Tuyên kịp thời đến ổn định tình hình. Hoàng đế hỏi Bùi thừa tướng, nếu sau khi mình qua đời, trưởng công chúa mưu phản, vậy phò mã ngươi, bằng mặt không bằng lòng, sẽ làm thế nào? Bùi thừa tướng không nói gì, sau đó gặp vợ là trưởng công chúa Lý Dung, vào thời điểm này Lý Dung đã bệnh nặng, chỉ trông chờ vào hơi thở. Thấy Tô Dung Khanh cũng đang ở bên cạnh vợ, Bùi Văn Tuyên rất khó chịu bảo anh ta ra ngoài, Dung Khanh, có thể làm cho ta một tách trà được không? Sau khi Dung Khanh đi, Bùi Văn Tuyên mới nói chuyện chính thức và thảo luận với Lý Dung về việc lập người kế vị. Trong khi nói chuyện, Lý Dung phát hiện Bùi Văn Tuyên cũng đeo túi thơm trên người. Rất nhanh hai người vì quan điểm khác nhau mà bất đồng, Bùi Văn Tuyên nói lời nặng nề, sau này mỗi người có cách của mình, đừng trách ta không nhắc nhở cô, chàng còn có thể giết ta à? Cô nghĩ ta không dám à? Trước khi đi, Bùi Văn Tuyên nhắc nhở vợ, Tô Dung Khanh không phải là người tốt, một người đã từng bị trừng phạt trong cung, còn ở đây làm gì chăm sóc nữa, chàng nói gì? Bùi Văn Tuyên, ta không cho phép chàng nói xấu Dung Khanh dù chỉ một câu. Bùi Văn Tuyên đi rồi, Dung Khanh vội vàng tiến lên cho cô uống thuốc. Nhưng rồi cơn giận đã khiến cô bị bệnh tim và nôn ra máu. Vị y sĩ cho biết cô đã bị đầu độc. Lý Dung nhớ lại chiếc túi thơm mà Bùi Văn Tuyên đeo trên người, lầm tưởng rằng đó là anh đã đầu độc mình. Cuối cùng chàng cũng đã ra tay với ta, ra lệnh, nếu ta chết, Bùi Văn Tuyên không được sống. Lúc này, chiếc xe ngựa của Bùi Văn Tuyên trở về phủ bị một nhóm sát thủ chặn lại. Chủ tử, ta cảm thấy có chút không ổn, có phải nhà công chúa đã sai người theo dõi chúng ta không? Không cần để ý, cô ấy tối đa chỉ là đe dọa ta, không thể thật sự giết ta. Nhưng Bùi Văn Tuyên không ngờ rằng nhóm người mặc đen này lại thật sự ra tay sát hại mình, anh không coi trọng điều đó và cuối cùng cũng gặp nạn. Các nhân vật chính ngay từ đầu đã bị đôi cá mập tấn công, còn nhầm tưởng là do đối phương hành động. Trưởng công chúa không nỡ nhìn Tô Dung Khanh, cho rằng điều tiếc nuối nhất trong đời mình là đã bỏ lỡ anh ấy. Ban đầu chọn Bùi Văn Tuyên làm phò mã, cuối cùng cô nhắm mắt trong oán hận. Khi mở mắt ra lần nữa đã xuyên không về Đỗ Hoa Niên, nhìn thấy nha hoàn ngày xưa từng liều mạng cứu mình, bây giờ vẫn còn sống tốt, Lý Dung mới nhận ra mình đã trở về lúc 18 tuổi. Đúng rồi, Bùi Văn Tuyên cái tên khốn nạn kia thế nào rồi, đã chết chưa, Bùi cái gì Văn Tuyên là ai vậy, ở mình bây giờ còn chưa kết hôn, chẳng bao lâu sau vua cha đã tuyên bố đưa nàng vào cung. Đưa ra một loạt tranh vẽ để nàng chọn chồng, và trong số đó có một bức chính là Bùi Văn Tuyên, trời cao lại một lần nữa cho nàng cơ hội để lựa chọn. Cô ấy tự nhiên không muốn lặp lại sai lầm, lần này dù thế nào cũng không chọn Bùi Văn Tuyên làm phò mã. Lý Dung hiểu rõ mình chỉ là một quân cờ để cha là hoàng đế cân bằng các thế lực. Vì vậy cô đã lấy cớ là tiệc xuân 18 tuổi để mời tất cả các công tử của các thế lực đến nhà mình để tự mình lựa chọn. Cô cũng tìm cách mời Tô Dung Khanh, người không có trong bức tranh đó. Nhưng điều cô không ngờ tới là Bùi Văn Tuyên, tên khốn nạn đó cũng đã xuyên không qua đây và rất nhanh anh đã nhận được thiệp mời tiệc xuân từ Lý Dung. Khi anh ta nhận được thiệp mời, anh ta có cảm thấy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ không? Anh ta có ngạc nhiên hỏi cô rằng, ta chỉ là một quan bát phẩm nhỏ nhoi, tại sao công chúa Bình Nhạc lại gửi thiệp mời cho ta? Anh ta có vui mừng phát điên không? Nha hoàn thì nói rằng lúc đó Bùi Văn Tuyên không chỉ không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn nói rằng thiệp mời không gửi nhầm. Chắc chắn là công chúa gửi cho ta sao? Bùi mỗ bất tài, may mắn là vẻ ngoài tạm được, vậy ta sẽ để cho ngươi, hồng nhan bạc mệnh. Và rồi đến ngày tiệc xuân, rất nhiều công tử các thế lực đã đến phủ công chúa, Bùi Văn Tuyên không ngờ Tô Dung Khanh cũng đến, nhớ lại trong kiếp trước người được chọn làm phò mã không có anh ta. Khi gặp lại Tô công tử mà mình từng si mê, Lý Dung lúc đó đã bị làm cho hoa mắt, còn Bùi Văn Tuyên thì ẩn mình một bên lén nhìn hai người, ghen tị nổi lên nhớ lại kiếp trước. Ngay khi mình vừa rời bỏ Lý Dung, đối phương đã mời Tô Dung Khanh đến nhà làm khách, Bùi Văn Tuyên không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng, trẻ tuổi không biết mùi xấu đáng. Cô có biết rằng hoàng đế trong lòng đã sớm có ứng cử viên từ lâu, nếu cô chọn một gia tộc lớn như nhà Tô thì chờ đợi cô sẽ là bị phái đi hòa thân hoặc nặng thì được ban chết. Khi thấy Bùi Văn Tuyên đi ra, Lý Dung cũng không nhịn được mà mắng trong lòng, mày còn dám đến, mặt người giả thú. Đối diện với lời chào của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung không để ý đến anh, ngược lại đã hẹn Tô Dung Khanh đến khu vườn trong, chỉ định nhìn ngắm một chút Lý Dung 18 tuổi rồi đi. Không ngờ, Lý Dung 18 tuổi lại bị sắc đẹp làm mê muội. Cô không muốn nhìn Bùi Văn Tuyên thêm một cái nữa, chỉ muốn mời Tô Dung Khanh vào nội điện để nói chuyện. Bùi Văn Tuyên không ngờ rằng vợ 18 tuổi của mình trong mắt lại chỉ có trai đẹp, anh lén theo sau, thấy Lý Dung chủ động với tay qua, anh cảm thấy mất mặt không thể gặp người. Mặt, khi Lý Dung lần đầu gặp Tô Dung Khanh khi còn trẻ, phát hiện anh ta thật thẹn thùng, vẻ ngoài này càng khiến cô không thể từ bỏ. Đến buổi tiệc xuân, Lý Dung chú ý thấy chồng mình liên tục nhìn mình, không khỏi cảm thấy bối rối trong lòng,
cô yêu cầu các công tử nhà thế gia đánh trống truyền hoa. Ai dừng lại trước mặt phải uống rượu biểu diễn. Bùi Văn Tuyên nhớ kiếp trước chiếc cốc sẽ dừng lại trước mặt mình, vì thế đã nhanh chân vớt lên. Tuy nhiên công chúa không hô dừng, anh xấu hổ đặt ly xuống. Cuối cùng trong ánh mắt đầy giận dữ của mình, chiếc cốc đã dừng lại trước mặt Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh uống cạn sau đó biểu diễn bắn cung, trình diễn khiến mọi người vỗ tay không ngớt. Lý Dung cũng tranh thủ cơ hội trao giải thưởng. Bùi Văn Tuyên để giành được vị trí hàng đầu tại bữa tiệc, đã lần lượt sắp xếp để những người khác rớt danh sách. Tuy nhiên, Lý Dung lại chỉ mê đắm Tô Dung Khanh, nghe nói Tô công tử yêu sách như mạng, liền tặng cho anh ta nhiều bản sách quý chỉ có trong hoàng gia, nếu công tử sẵn lòng vào phủ công chúa, những thứ này cũng là của công tử. Đáng tiếc là nhà Tô từ lâu không kết hôn với hoàng tộc, huống hồ Tô Dung Khanh trong gia tộc không có tiếng nói, anh ta lúc đó rất khó xử. Bùi Văn Tuyên thấy công chúa quyết tâm chọn Tô công tử, đành phải để nha hoàn đưa lời nhắn cho cô. Nếu cô kiên quyết chọn Tô công tử thì chỉ có hai con đường, một là gả đi nơi khác, hai là được ban chết. Lý Dung đã rõ điều này từ lâu, chỉ là không ngờ Bùi Văn Tuyên còn trẻ đã có cái nhìn sâu sắc như vậy. Vì thế cô cố ý gọi Bùi Văn Tuyên đến khi nghe Tô công tử đánh đàn, còn trước mặt anh ta thể hiện sự quan tâm đối phương, điều này khiến Bùi Văn Tuyên cảm thấy rất khó chịu. Trong kiếp trước, công chúa luôn bảo vệ anh, Lý Dung, ta cũng mong cô kiếp này sống tốt, nhưng Tô Dung Khanh không thể chọn. Lý Dung cứ muốn đi đến cùng một con đường, cô không muốn tiếp tục nợ Tô Dung Khanh, vì vậy khi phát hiện Bùi Văn Tuyên muốn làm phò mã của mình, cô đã công khai từ chối Tô công tử trước mọi người, mong điện hạ suy nghĩ kỹ, Bùi đại nhân, ta đang nói chuyện với Tô công tử, không đến lượt anh xen vào. Bùi Văn Tuyên không muốn vì một phút nông nổi mà cô hủy hoại tương lai của mình, vì vậy anh nói mình muốn cầu hôn công chúa, nhưng không ngờ lời này vừa ra đã khiến Lý Dung hoàn toàn nổi giận, cô trực tiếp tìm người ném Bùi Văn Tuyên xuống hồ, nhìn thấy vẻ bề ngoài tồi tàn của anh, cô còn không quên chế giễu một phen. Bùi Văn Tuyên, anh tốt nhất nên nhìn rõ bản thân mình nặng bao nhiêu, hiện giờ ta có thể ném anh xuống hồ, một lát nữa nếu ta muốn, có thể để anh chết đuối ở đây à? Sau khi xả hết cơn giận, Lý Dung đột nhiên nhận ra Bùi Văn Tuyên bây giờ mới chỉ đến tuổi trưởng thành. Cô như vậy là đang bắt nạt một đứa trẻ, có phần hơi ác tâm, quỳ xuống đất khuyên công chúa suy nghĩ kỹ. Lý Dung nhớ lại kiếp trước anh ấy cũng thường xuyên quỳ gối, công chúa là cành vàng lá ngọc, tội nhân Dung Khanh không dám mong mỏi, điều này khiến Lý Dung cảm thấy càng tội lỗi. Chỉ muốn tặng cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhưng Tô Dung Khanh thậm chí không dám nhận sách cất giữ, Lý Dung không ép buộc, chỉ là nhìn theo bóng lưng anh rời đi rất đau lòng. Hiện tại tất cả các con trai của các thế lực đã đi, người được chọn làm phò mã chỉ còn một mình Bùi Văn Tuyên, Lý Dung chúc mừng anh đã đạt được mục đích và sai người đưa cho anh bộ quần áo mới. Anh chỉ muốn dựa vào thế lực của ta để mở rộng quyền lực của mình mà thôi. Lý Dung không quên Bùi Văn Tuyên kiếp trước, một lòng yêu thương Thái tử Phi, luôn luôn bảo vệ cô ấy, anh yêu cô ấy, ta một chút cũng không muốn buông tay cô ấy. Anh và cô ấy có quan hệ gì? Bạn thời thơ ấu, Lý Dung ban đầu còn có tình cảm với chồng, cho đến khi nghe anh ấy nói về chuyện hủy hôn với người yêu cũ. Vì bị gia tộc ép buộc, cô ấy bắt đầu nản lòng, vì vậy chúng ta mới là yêu mà không được, ta lại trở thành rào cản. Những ký ức này khiến Lý Dung đau khổ không thôi. Cô tức giận ra lệnh mang đến một đĩa quả thanh yên, biết rằng anh ấy ăn vào sẽ bị dị ứng nhưng vẫn bắt anh ấy ăn hết. Bùi Văn Tuyên để tránh bị trừng phạt, đề nghị chơi một ván cờ với công chúa. Tuy nhiên quá trình chơi cờ của hai người giống hệt kiếp trước. Một ván cờ chưa kết thúc, cả hai đã đoán ra rằng đối phương cũng là người sống lại, anh là thứ không tim không phổi. Để cho anh lần này lại phạm vào tay ta, là ta không nên xen vào chuyện của công chúa, nhưng ta cũng thật lòng hy vọng công chúa có thể sống tốt. Điều này, dù là quá khứ hay tương lai, đều không thay đổi. Anh hy vọng ta sống tốt là ta cũng đã giết anh, coi như hai ta đã thanh toán xong. Hai người đã cãi nhau gần 20 năm, Lý Dung không muốn tranh cãi nữa, nhưng Bùi Văn Tuyên cảm thấy họ quen biết nhau, kết hôn lần nữa cũng không phải là không thể. Nhưng Lý Dung có cơ hội chọn lại, không muốn lặp lại sai lầm, chân thành sai lầm, tranh đấu quyền lực, cuối cùng bị đầu độc chết. Bùi Văn Tuyên nghe xong cảm thấy xấu hổ vô cùng. Rốt cuộc kiếp trước hai người kết hôn vì quyền lực, khi Lý Dung phát hiện anh ta đã có người khác, cô cũng học theo nuôi người bên ngoài. Và Lý Dung để thanh toán, ép anh ăn quả thanh yên gây dị ứng và tuyên bố sau này sẽ không liên quan gì đến anh, nhưng Bùi Văn Tuyên cảm thấy thất vọng rời đi. Lý Dung vẫn cử người gửi thuốc giải dị ứng cho anh, điều này khiến Bùi Văn Tuyên cảm thấy ấm áp trong lòng. Đồng thời, Dương gia vì muốn cưới công chúa, đã cố gắng bắt cóc cô để tạo ra một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân. Bùi Văn Tuyên chưa đi xa đã thấy mấy người mặc đen, anh lập tức cảm thấy có điều không ổn, đến nơi thì thấy công chúa đã ngã xuống bất tỉnh. Vì thế, anh lợi dụng lúc người không để ý, đã cõng cô vào đám lau sậy. Tuy nhiên, Lý Dung tỉnh dậy không hề cảm kích, cô đã vừa mới cùng nha hoàn thay đồ, chuẩn bị chia làm hai đường để chạy trốn. Không ngờ lại vấp phải cơ quan do Bùi Văn Tuyên dựng sẵn, huynh nói thật đi, huynh đến đây có phải để trả thù không? Ta thật sự muốn giúp cô, huynh là kẻ ti tiện, huynh không thể buông bỏ ta. Còn danh dự công chúa, cô chính là mắc bệnh công chúa. Ta là công chúa, mắc bệnh công chúa thì sao,
ta khi nào đã giết cô? Đừng giả vờ nữa. Cả hai đã thẳng thắn với nhau về nguyên nhân cái chết của kiếp trước, cả hai đều nghĩ rằng đối phương đã giết mình. Huynh đầu độc ta bao giờ đầu độc cô chưa? Độc của Hương Mỹ Nhân, ta chưa bao giờ đầu độc cô bằng Hương Mỹ Nhân đâu. Lý Dung hỏi anh hôm đó đến phủ công chúa, tại sao lại đeo túi thơm, người còn tỏa ra một mùi hương lạ. Bùi Văn Tuyên giải thích rằng ngày đó anh vừa đến cổng đã bị Tô Dung Khanh chặn lại, anh ta nói rằng trưởng công chúa sức khỏe không tốt, muốn vào thăm phải đeo túi thơm mới được. Thấy cả phủ đều đeo, Bùi Văn Tuyên mới nghe theo, anh nghe nói độc Hương Mỹ Nhân là do hai loại độc dược tương tác lẫn nhau. Có lẽ cơ thể Lý Dung đã bị đầu độc từ sớm, chỉ là độc tố chưa phát tác, và túi thơm mà Tô Dung Khanh đưa cho lại chính là thuốc dẫn, mới khiến độc tính phát tác làm cô tử vong. Tô Dung Khanh ở phủ công chúa, hàng ngày nấu canh và đưa thuốc cho cô, anh ta càng có nhiều cơ hội ra tay hơn. Lý Dung nghe xong khó có thể chấp nhận, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, khi em trai cô lên ngôi hoàng đế, đã khiến cả gia tộc nhà Tô bị bắt giam, nam giới bị xử tử, nữ giới bị lưu đày. Tô Dung Khanh có thể sống sót, cũng là nhờ Lý Dung quỳ gối trước mặt em trai, cầu xin tha mạng. Sau đó thấy Tô Dung Khanh không có nơi nương tựa, Lý Dung mới cho anh ta ở lại phủ công chúa. Dù Tô Dung Khanh giữ được mạng sống, nhưng gia đình anh ta vẫn là nguyên nhân dẫn đến diệt vong của nhà Tô. Hơn nữa, mặc dù Tô Dung Khanh được giữ mạng, nhưng anh ta cũng đã bị trừng phạt trong cung. Thực ra Lý Dung đã từng nghĩ rằng anh ta sẽ trả thù, dù sao không ai có thể quên được mối thù diệt tộc, nhất là khi anh ta là công tử số 1 của Hoa Kinh ngày nào. Cô chỉ hy vọng may mắn lạnh lùng, cho rằng tình yêu có thể hóa giải mọi thứ. Vậy nên, anh ta đã ra tay trước, đầu độc ta bằng độc Hương Mỹ Nhân mãn tính, rồi sau đó dưới danh nghĩa loại bỏ ta, chiếm đoạt quyền lực trong tay ta. Bùi Văn Tuyên không biết phải an ủi vợ như thế nào, anh biết rằng vợ mình đã không ngại đối đầu với hoàng đế trước triều đình để cứu Tô Dung Khanh, sau đó còn bị trừng phạt. Hãy từ bỏ Tô công tử đi, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ mất mạng đấy. Cô làm như vậy làm gì vậy Lý Dung? Bùi Văn Tuyên. Ta muốn bảo vệ Tô Dung Khanh. Nghĩ đến điều này, Bùi Văn Tuyên đã đưa một con cá nướng đến trước mặt vợ mình để chống lại cái lạnh của đêm, hai người đành phải buông bỏ thành kiến, sát lại gần nhau. Trong khi đó, tin tức về việc trưởng công chúa mất tích đã lan truyền, thái tử đang tìm kiếm chị gái khắp thành, không ngờ lại bắt gặp cảnh cô ấy đang ở riêng với một người đàn ông. Tên Sở Khanh, kẻ khốn nạn, thái tử, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Không được, không được, Bùi Văn Tuyên muốn giải thích. Nhưng thái tử chỉ tin vào những gì mình thấy, đồ chó chết, tránh xa chị ta ra. Trong khi đó Lý Dung thấy Tô Dung Khanh lo lắng cho mình, đã không còn nhiệt tình như trước nữa. Trên đường trở về, Lý Dung nhận thấy nụ cười tươi tắn của em trai hiện tại, tạo nên sự tương phản rõ rệt so với vị hoàng đế quyết đoán của kiếp trước, cô không khỏi thốt lên rằng tuổi trẻ thật tốt. Đồng thời, Bùi Văn Tuyên lại gặp Tô Dung Khanh, mối thù của kiếp trước giữa hai người đã giảm bớt, Tô Dung Khanh còn đề cập Dương gia vì muốn cưới công chúa mà giáo giết chuẩn bị. Nếu phải chọn giữa Dương gia và Bùi gia, anh hy vọng Bùi Văn Tuyên có thể làm phò mã, vì sao anh lại nói có ý đồ, phải chăng anh cũng là. Trên đường trở về cung, biết chuyện này đã lan truyền khắp nơi, không kết hôn sẽ không thể kết thúc, vì vậy Lý Dung nói với mẫu hậu rằng mình không muốn gả vào Dương gia. Không ngờ hoàng hậu đã tát cô một cái, mắng cô vì sự nghiệp của em trai mà hy sinh một chút thì có là gì. Hơn nữa, Dương gia đã hứa cho cô quyền binh, Lý Dung chưa ổn, mà lại nói với mẫu hậu rằng không nên dính líu đến Dương gia, nếu không sau này sẽ gây họa cho em trai. Hoàng hậu chỉ có thể nói ra sự thật là bị Dương gia đe dọa, họ nếu làm phản sẽ làm cho Xuyên Nhi là kẻ chủ mưu, hoàng thượng của con, luôn tìm cớ để bắt bẻ Xuyên Nhi và chú của con. Lý Dung bảo mẹ đừng xen vào chuyện này nữa, cô sẽ xử lý ổn thỏa, và cách tốt nhất cô nghĩ đến là kết hôn với Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên không chần chừ, lập tức đồng ý hợp tác, sau đó đến trước mặt hoàng đế, nói rằng tối qua dù đã cứu công chúa, nhưng bất đắc dĩ phải ở riêng với công chúa suốt một đêm. Vì vậy anh xin hoàng đế ban chết cho mình, còn nói vừa mới nhận được triệu kiến của hoàng hậu, bà bảo anh giấu chuyện ở riêng với công chúa một đêm. Còn bảo anh nói dối với hoàng đế là do Dương Tuyền cứu công chúa, thần dám đoán, hoàng hậu đã sớm quyết định liên hôn với Dương gia, sự việc tối qua chỉ là một vở kịch cho công chúa xem. Muốn công chúa vì một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân mà nhìn Dương Tuyền bằng con mắt khác, nhưng thần đã phát hiện ra chuyện này, với tính cách hẹp hòi của Dương Tuyền, làm sao còn mạng nữa. Bùi Văn Tuyên chỉ muốn cho hoàng đế biết, Dương gia có ý định mưu phản, còn công chúa không muốn gả đi, ý muốn không ham mê quyền lực, thực ra hoàng đế đã sớm nắm giữ nhiều tội của Dương gia. Ông rất đánh giá cao mưu lược của Bùi Văn Tuyên, nếu trẫm muốn ngươi làm con dao của trẫm, đi giết Dương Tuyền, làm sinh lễ cưới công chúa Bình Nhạc. Sau khi Bùi Văn Tuyên giết chết Dương Tuyền, ông đã được hoàng đế phong làm quan giám sát, tiếp tục điều tra vụ án tham ô của Dương gia. Trong khi đó, Tô Dung Khanh nghe nói chuyện hôn sự của anh với công chúa sắp diễn ra, liền hỏi ý kiến của anh về công chúa, rất tốt, có tài ăn nói. Miệng lưỡi sắc bén, nhưng nghe nói Bùi đại nhân trước đây còn có một hôn ước từ thuở nhỏ, không biết Bùi đại nhân nghĩ gì về cô gái đó. Đối mặt với thách thức của đối thủ tình trường, Bùi Văn Tuyên không hề hoảng sợ, ta đã quyết định lấy công chúa. Tuy nhiên,
anh quay đầu nói với công chúa rằng Tô Dung Khanh vẫn đang dòm ngó cô, anh cũng vậy chứ, ta không quan tâm. Lý Dung hiện chỉ muốn giúp em trai dọn dẹp trở ngại, nhanh chóng kết án Dương gia. Cô tìm hiểu được một người tên là Thác Bạt Yến, sống bằng nghề rửa tiền, nếu có thể lấy được sổ sách rửa tiền của anh ta, sẽ nắm được bằng chứng Dương gia buôn bán quân khí cho quốc gia địch. Vì vậy, hai người đã đến bữa tiệc riêng do Thác Bạt Yến tổ chức, giả làm một cặp vợ chồng kinh doanh. Thác Bạt Yến rất đa nghi, gặp mặt đã hỏi nhiều chi tiết, may mắn là hai người đã chuẩn bị kỹ, dễ dàng ứng phó. Bùi Văn Tuyên để kiếm thời gian cho vợ, không ngừng uống rượu với đối phương, còn Lý Dung thì bịa cớ đau bụng, lén lút lẻn vào phòng bí mật, tiếng ba tư, ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có lẽ phải theo thứ tự. Lý Dung may mắn vì ngày nhỏ đã chuẩn bị để kết hôn vào Tây Vực. Cô đã học lén một số tiếng ba tư và dễ dàng mở được căn phòng bí mật, trong đó tìm thấy cuốn sổ sách cần thiết. Tuy nhiên, khi đang ra về thì bị người ta phát hiện, cô đành phải giao sổ sách cho ám vệ rồi đi trước một bước, còn mình ở lại để dẫn dụ kẻ địch. Đúng lúc tưởng chừng như lâm vào cảnh nguy hiểm, Lý Dung bất ngờ bị kéo vào một phòng, nhận ra rằng người kia không có ý định làm hại mình, cô định chờ đuổi theo rời đi mới cảm ơn người này. Tuy nhiên, khi thấy mặt người đó, cô đã sững sờ, Tô công tử, trong tình thế cấp bách, xin lỗi vì đã xúc phạm, gặp lại người yêu kiếp trước là Tô Dung Khanh, lòng Lý Dung đầy cảm xúc phức tạp. Dù hai người đã ở bên nhau 17 năm, nhưng Tô Dung Khanh cuối cùng vẫn đầu độc cô, điều Lý Dung không biết là Tô Dung Khanh cũng đã sống lại. Để giúp cô trốn thoát, Tô Dung Khanh đã cho cô mặc bộ quần áo này, anh sẽ dẫn công chúa ra khỏi phủ. Dù Lý Dung cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lúc này không thể làm loạn được, cô ngoan ngoãn thay một bộ đồ đỏ. Trang phục này lập tức khiến Tô Dung Khanh dại khờ, chỉ sau lời nhắc của công chúa, anh mới lấy lại tinh thần. Nhưng khi hai người chưa kịp bước ra khỏi cửa, kẻ đuổi theo đã bước vào, Tô Dung Khanh vội vàng ôm công chúa trốn vào một góc, sự tiếp xúc gần gũi khiến cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trong khi đó, Bùi Văn Tuyên phát hiện ra vợ mình lâu không xuất hiện, anh đã lợi dụng cơ hội đẩy Thác Bạt Yến xuống nước. Và trong lúc mọi người nhảy xuống cứu người, anh đã tìm kiếm hình bóng của vợ khắp phủ, nhưng không ngờ lại thấy cô ấy đang ôm Tô Dung Khanh. Cô ấy không sao, sau khi thành công trốn thoát, Tô Dung Khanh nóng lòng hỏi công chúa, nếu giữa họ không có sự ràng buộc của quyền lực, công chúa có sẵn lòng gả cho anh không? Chưa kịp chờ công chúa trả lời, Bùi Văn Tuyên đã bước tới, ta biết anh sắp nói gì, Tô Dung Khanh, nhưng miễn là ta còn đây, không được nói. Tô Dung Khanh nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, lòng tràn ngập sự thất vọng. Trong khi đó, Bùi Văn Tuyên thấy vợ mặc quá hở hang, vội vàng bảo cô quấn kín lại, bộ quần áo này của ta làm phiền mắt anh à. Lý Dung lại nhớ lại, kiếp trước anh từng rõ ràng nói rằng, bộ đồ của vũ nữ ba tư mặc trên người cô trông rất đẹp. Ta đã nói câu đó, anh đã nói, vào năm chúng ta cưới nhau, đúng vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Lý Dung còn nói rằng, vào thời điểm đó hai người đang trên cây cầu này, không chỉ ngắm nhìn pháo hoa tuyệt đẹp mà còn khóa môi định tình. Cô không khỏi thở dài vì thời gian đã thay đổi, đã quên mất quá nhiều kỷ niệm đẹp, anh có điều gì muốn hỏi ta, cứ nói. Ta chỉ muốn biết, tại sao anh quyết tâm lấy đầu của Dương Tuyền. Cô không phải muốn quyền binh sao, cô muốn thì ta cho cô, thế thì sao? Dựa vào ký ức kiếp trước, Lý Dung biết rằng vài ngày nữa Hoàng đế sẽ sai em trai đi đến Tây Bắc chỉ huy chiến đấu. Để bảo vệ an toàn cho em trai, Lý Dung đã dẫn Bùi Văn Tuyên đi xin chiến thần Tần tướng quân ra tay, nhưng lại bị từ chối. Cô chỉ có thể sắp xếp cho em trai là Lý Xuyên đến tận nơi, nhưng không ngoài dự đoán cũng bị từ chối ở cửa. May mắn thay, Lý Xuyên đã chuẩn bị sẵn lương thực, đủ để anh ta chờ đợi ở đây vài ngày. Trong khi đó, sau khi Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đánh cắp sổ sách, Ninh Phi của cung cảm thấy không thể ngồi yên, để bảo vệ Dương gia, bà đã vu cáo hai người giết chết Thác Bạt Yến. Và để ổn định tinh thần của binh sĩ Dương gia, triều đình đành phải cho Dương gia một lời giải thích, làm cho có vẻ như đưa hai người vào ngục, nhưng cách đối xử thì trời và đất khác nhau. Bùi Văn Tuyên nói rằng anh có cách để mời Tần tướng quân ra tay, chỉ sợ công chúa để ý, vì Tần tướng quân là anh trai của Tần Chân Chân, bản thân mình vẫn còn chút mặt mũi. Anh là người đàn ông bị từ hôn, còn mặt mũi gì nữa, ta khi nào bị từ hôn, đó là cô ấy bị ép buộc. Bùi Văn Tuyên, ta thấy anh này, năng lực khác thường thường, khả năng tự lừa dối mình thì lại rất đáng kể. Nghe đến tên Tần Chân Chân, Lý Dung tức giận, còn ám chỉ chồng trước đây yêu mà không được, kiếp này vẫn đang mơ mộng, tự lừa dối mình. Cả hai lập tức cãi nhau không ngừng. Bên cạnh đó, Lý Xuyên đang đi dạo xung quanh, suýt nữa bị một mũi tên bắn trúng. Ai đó, từ đâu ra vậy, ta cứ tưởng là thú vật. Trong cơn tức giận, Lý Xuyên bay qua, định cho đối phương một bài học, nhưng không ngờ Tần Chân Chân trượt chân suýt ngã, Lý Xuyên kịp thời đỡ lấy cô. Hai người yêu nhau kiếp trước gặp nhau sớm hơn dự kiến, lần này Lý Xuyên vẫn rung động trước cô. Và khi Tần Chân Chân thấy anh ấy đã ở cửa nhà mình vài ngày, cô liền hỏi anh tại sao lại kiên trì mời anh trai mình ra tay. Lý Xuyên nói rằng nguyện vọng của anh là tìm được một vị tướng giỏi, dùng chiến tranh để chấm dứt chiến tranh, để nhân dân từ đây sống một cuộc sống yên bình. Tần Chân Chân biết đó cũng là cảnh tượng mà anh trai mình mong đợi, vì vậy cô đã đứng ra làm người trung gian thuyết phục, nhưng cô có một điều kiện,
đó là để Lý Xuyên đưa cô đi gặp Bùi Văn Tuyên. Hai người này có chuyện gì vậy không? Nghe này, Tần Chân Chân lần này đến, ngoài việc xác nhận an toàn của Bùi Văn Tuyên, còn là để giải thích chuyện hủy hôn, cô ấy không phải do gia đình ép buộc, mà là cảm thấy hai người không có tình cảm, vì vậy đã để gia đình giúp cô hủy hôn. Ta thực sự muốn nói với anh cá nhân, nhưng bị người lớn cản trở, ta cũng bất lực, ta rất có thể hiểu được. Lý Dung nghe xong bất ngờ cười phá lên, không ngờ Bùi Văn Tuyên thật sự là một người tự tạo ra nhiều chuyện cho mình. Trước khi em trai rời đi, Lý Dung nhắc nhở anh rằng ngày mai buổi sáng, Hoàng đế có thể sẽ phái anh đi Tây Bắc chỉ huy chiến dịch. Anh không thể trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không thể từ chối ngay. Và khi đi đến tiền tuyến, anh không thể để người khác biết rằng Tần tướng quân là người của mình. Phải bố trí anh ấy một cách bí mật trong doanh trại, chúng ta đã lên kế hoạch bấy lâu, không thể để người khác hưởng lợi. Sau khi hai người rời đi, Lý Dung lại bắt đầu lo lắng liệu có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Vì cuối cùng em trai cô và Tần Chân Chân chỉ mới quen nhau một năm sau đó, do Tần tướng quân nắm giữ quyền lực quân sự. Vì vậy mẫu hậu đã nhận Tần Chân Chân vào Đông Cung để làm trắc phi, nhưng cô ấy xuất thân từ gia đình nghèo khó, ban đầu không được thái tử sủng ái và vì tính cách quá cứng đầu. Cô ấy không ít lần bị bắt nạt trong Đông Cung, cho đến khi sau đó thái tử phi vô tình bị rơi xuống nước, chính Tần Chân Chân đã không quan tâm đến tính mạng mình để cứu cô ấy. Sau khi Bùi Văn Tuyên biết chuyện này, anh đã chạy đến trước mặt thái tử để van xin, để ít nhất anh ta phải đến thăm cô ấy một lần. Thưa điện hạ, ngài là người chồng, dù không thích cô ấy, nhưng ít nhất cũng đừng đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Hơn nữa, Tần Lân vẫn đang ở tiền tuyến chiến đấu vì ngài. Thái tử mới bước vào cung của phi Tần bên, cũng chính là cuộc gặp gỡ này khiến Lý Xuyên yêu thương cô ấy. Cho đến khi sau này lên ngôi, Tần Chân Chân luôn là người phụ nữ được sủng ái nhất. Phụ nữ ngay cả khi Lý Xuyên sau này bị tống giam, cũng có thể một mình một kiếm chiến đấu thoát ra, trốn qua đuổi binh, leo qua núi tuyết, đi xa đến biên giới phía Bắc, dẫn quân tiếp viện trở về. Chỉ tiếc là Tần Chân Chân sau khi sinh con trai đã đột ngột qua đời, Lý Xuyên ôm xác cô khóc suốt một đêm, sau đó tính tình của anh ta thay đổi lớn, trở nên ngày càng bạo lực và cũng dần xa cách với Lý Dung, Bùi Văn Tuyên, chính anh đã đưa người yêu của mình vào tay Xuyên Nhi. Lý Dung biết rằng trong kiếp trước Bùi Văn Tuyên luôn dành tình cảm cho Tần Chân Chân vì đã hứa sẽ chăm sóc cô suốt đời, dù cô ta vô tình. Nhưng anh cảm thấy lời hứa của quân tử như ngựa khó đuổi, vì vậy không quan tâm đến hoàn cảnh mà kiên quyết giúp đỡ cô. Và rồi thời gian sau đó, anh lại đột nhiên si mê dưới váy đá quý của ta. Huynh đang cảm thấy xung đột bên trong, tự hỏi tại sao mình lại là người đàn ông phân vân, dao động như thế. Không có vấn đề gì với động cơ của huynh, chỉ là huynh không thể thoát ra được. Ý cô nói là cô đã biết từ đầu rằng ta thích cô, nếu không thì sao? Nếu huynh không thích ta, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Lý Xuyên được phái đi chỉ huy tại tiền tuyến, trước khi rời đi đã đến từ biệt chị gái. Nếu ta không trở về, tỷ, đệ đang nói gì thế, đệ chắc chắn sẽ trở về. Có ta ở đây, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ bảo vệ đệ. Lý Xuyên biết rằng lần này nguy hiểm nhiều hơn là may, nếu có thể trở về thành công, chắc chắn sẽ được hoàng đế trọng dụng. Khi ta trở về, ta sẽ bảo vệ tỷ. Được, vậy ta sẽ đợi đệ bảo vệ. Và trước khi rời đi, Lý Xuyên còn đến gặp Tần Chân Chân, tặng cô một chiếc đèn tự tay làm. Trong khi đó, Tô Dung Khanh gần đây rất quan tâm đến công chúa, khiến cho hoàng đế nhận ra anh đã yêu công chúa, nhưng hiện tại hoàng đế rất nghi ngờ các gia tộc. Nếu nhà Tô thật sự lấy công chúa, e rằng sẽ gặp họa sát thân. Ta biết điều, đó là tốt, từ nhỏ ngươi đã là đứa trẻ biết điều, biết tiến thoái. Tuy nhiên, Tô Dung Khanh vẫn không thể cưỡng lại mà thường xuyên đến thăm công chúa trong ngục, dù cô ấy luôn giữ khoảng cách với anh. Đây là một cuốn tiểu thuyết ghi chép phổ biến gần đây. Một lát nữa ngài xem, ta cũng đã chuẩn bị một ít điểm tâm cho ngài. Trước sự quan tâm đủ điều của Tô Dung Khanh, Lý Dung vẫn không nỡ từ chối, chỉ là Bùi Văn Tuyên bên cạnh có vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Mặt khác, Ninh Phi rõ ràng biết hoàng đế sai thái tử đi tiền tuyến chỉ huy quân đội, lại lâu không phán xét Lý Dung là đã quyết tâm diệt trừ Dương gia của họ. Cô không thể ngồi yên không làm gì được nữa, vì thế đã sai người nhắn tin cho gia chủ, bảo anh ta dùng tay địch để loại bỏ thái tử. Tuy nhiên, bên cạnh thái tử có Tần tướng quân dũng cảm và tài giỏi, trận đầu tiên đã gây tổn thất nặng nề cho quân địch và chiến thắng toàn diện. Rất nhanh thái tử đã ổn định tình hình ở tiền tuyến, thậm chí còn chiếm được 3 thành của quân địch. Hoàng đế rất vui mừng về màn trình diễn của con trai và sau khi thái tử đẩy lùi quân địch, anh ta bắt đầu ra tay với Dương gia, bắt gặp Dương gia bán quân khí bất hợp pháp, dám to gan như vậy. Chúng ta là Dương gia, ta là hoàng tử đại hạ, thái tử triều đình, Dương gia bán quân khí bất hợp pháp và thông đồng phản quốc, bằng chứng rõ ràng, lập tức áp giải về Hoa Kinh, chờ xét xử. Bên này Lý Dung cũng không nhàn rỗi, cô sai người tìm Thất Bạt Yến đang trốn và dùng gia đình anh ta làm bảo chứng, bắt anh ta đến nha môn gõ trống kêu oan, kiện tướng quân Dương tham nhũng và thông đồng với kẻ thù của quốc gia. Khi sân khấu đã dựng xong, Bùi Văn Tuyên lại lười biếng không chịu dậy, Lý Dung liên tục ném đồ vào người anh. Bùi Văn Tuyên, thức dậy đi, đã đến lúc dọn dẹp và làm việc. Rất nhanh, Tô Dung Khanh đã đến nhà tù, đưa hai người đi kiến thánh để hỗ trợ điều tra, đồng thời anh ta còn tâm lý mang theo cung nữ của công chúa, giúp cô ấy trang điểm chỉnh trang,
Tô đại nhân thật tâm ý, ta nghĩ rằng Tô Dung Khanh có ý đồ khác với cô. Thật sao? Thế thì ta thật sự rất vui mừng. Không phải đâu, Lý Dung, ta đang nói chuyện nghiêm túc đây. Cô không thấy rằng Tô Dung Khanh đối xử với cô quá tốt sao? Hôm đó ở nhà Thác Bạt Yến, anh ta còn giả vờ say rượu hỏi cô có cân nhắc về anh ta không, cô không thấy lạ sao? Bùi Văn Tuyên nghi ngờ Tô Dung Khanh có động cơ không trong sáng, nhưng Lý Dung lại nói với anh. Tô Dung Khanh từ nhỏ đã mang trên mình vinh quang của gia tộc, dưới áp lực nặng nề như vậy, điều anh ta học từ nhỏ là kiềm chế và kiên nhẫn. Lý Dung à, Lý Dung, đã bao nhiêu năm rồi, cô vẫn dễ thương như vậy. Khi đến cung điện, hoàng đế hỏi hai người, vài ngày trước có người tố cáo họ đã giết chết nhà buôn giàu có Thác Bạt Yến. Nhưng bây giờ Thác Bạt Yến lại sống sót, còn chạy đến ngự sử đài tố cáo, nói rằng Dương gia sai người đuổi giết mình, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Công chúa nói rằng cô phát hiện một cuốn sổ, ghi lại việc Dương gia bán các loại quân khí cho nhà buôn Thác Bạt Yến với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, rõ ràng không phải là giao dịch bình thường. Có vẻ như chuyện này đã đến tai Ninh Phi, để loại bỏ bằng chứng, cô ta đơn giản là thuê người giết Thác Bạt Yến và đổ tội lên đầu cô và Bùi Văn Tuyên. Thêm vào đó, trong cuộc chiến với kẻ thù, trại địch xuất hiện nhiều quân khí của chúng ta, do đó tướng quân Dương một thời không thể biện minh. Nhìn thấy Dương gia đã mất thế, Ninh Phi liền quyết định phá bỏ. Ta, Dương Uyển, cũng là người phụ nữ trung kiên nổi tiếng khắp bốn biển. Bây giờ, ta và người nhà ta lại trở thành con bài thí của ngài. Ban đầu khi ta chọn nhà Lý, chúng ta Dương gia thật sự đã mù quáng. Ninh Phi phát ngôn điên rồ trong đại điện, ngay lập tức bị kéo ra khỏi đại điện. Lý Dung, cô thật ngốc, ông ta đã sớm muốn loại bỏ Lý Xuyên rồi. Những người đàn ông mà anh ta chọn cho cô để chỉ hôn, không một ai là tốt cả. Anh ta mong cô chết ở ngoài kia, mong muốn gả cô đi nơi xa. Cô không nhìn thấu người cha vô tình của mình. Hãy giết cô ta cho ta. Để trả thù nhà Lý, Ninh Phi lập tức rút chiếc kẹp tóc trên đầu và đâm về phía Lý Dung. Vào thời khắc quan trọng, Bùi Văn Tuyên đã chắn trước mặt cô, may mắn thay Ninh Phi bị đâm vào bụng trước và chết ngay tại chỗ. Khi tướng quân Dương được đưa đến hình đài, Bùi Văn Tuyên đã nói chuyện với ông ta vài câu. Lý Dung không hiểu tại sao lại nói những điều đó với một người sắp chết, chỉ có người sắp chết mới sẽ nói cho cô biết họ chết vì lý do gì, sau này cô sẽ biết. Làm thế nào mới không chết vì lý do đó? Bùi Văn Tuyên vì lễ cưới long trọng của công chúa mà chia sẻ kẹo mừng cho mọi người, còn đặc biệt cho Tô Dung Khanh hai phần. Đã kết hôn, nhất định phải phân biệt rõ ràng với các cô gái khác, đừng làm tổn thương công chúa. Tô Dung Khanh không tỏ ra ghen tuông, ngược lại còn nhắc nhở anh đừng như kiếp trước, do hiểu lầm mà dần xa cách công chúa. Trong khi đó, thái tử vội vã trở về kinh thành chỉ để dự lễ cưới của tỷ tỷ. Một người chị tốt như vậy kết hôn với Bùi Văn Tuyên, thật là rẻ mạt cho hắn ta. Sau trải nghiệm này, đệ nên tin vào mưu lực của anh ta. Trong triều đại hạ, số phận người phụ nữ lấy cùng một người đàn ông hai lần chắc cũng chỉ có mình ta. Đến ngày cưới, thái tử không muốn tỷ tỷ mình bị ức hiếp sau khi gả đi, cá nhân anh ta đã dọn dẹp đoàn xe cho chị. Mọi người trên đường phố đều cảm thán tình cảm anh em sâu đậm của họ. Trong khi Lý Dung nhớ lại kiếp trước Bùi Văn Tuyên không được gia đình coi trọng, ngày cưới không có người anh em nào đến đón, cô đang cảm thấy cô đơn. Bỗng nhiên Tô Dung Khanh xuất hiện phía trước, vi thần Tô Dung Khanh, thay mặt nghĩa huynh Bùi Văn Tuyên, đón công chúa Bình Lạc. Lý Dung lập tức mờ mắt, khi phản ứng lại, cô vội vàng kéo màn xe xuống, mặc dù trong lòng Lý Dung vẫn còn yêu Tô Dung Khanh. Nhưng khi nghĩ đến việc đã chết dưới tay anh ấy trong kiếp trước, cô đã nhanh chóng dập tắt tình cảm yêu thương đó. Tuy nhiên, trước mặt cô, Tô Dung Khanh bất ngờ đọc lên tên bản nhạc đàn cổ mà anh đã sáng tác cho cô trong kiếp trước. Lý Dung bỗng nhiên giật mình, suýt nữa đã nghĩ rằng mình trở lại kiếp trước. Điện hạ, phò mã có thể mời được người đàn ông nổi tiếng nhất Hoa Kinh đến đón dâu, thật sự là một bất ngờ. Lý Dung không hề cảm thấy bất ngờ, vì vậy trong lễ thành hôn, khi đang chuẩn bị lạy trời lạy đất, cô đã định dùng vương miện trên đầu trêu chọc Bùi Văn Tuyên, nhưng Bùi Văn Tuyên dựa vào ký ức kiếp trước đã lùi lại vài bước trước, mẹ chồng đang nhìn kìa. Sau lễ cưới, Bùi Văn Tuyên cảm ơn Tô Dung Khanh đã đến làm hỷ sự cho mình, đi thôi, đừng phụ lòng mỹ nhân mới đúng. Sau khi Tô Dung Khanh dặn dò xong Bùi Văn Tuyên, anh quay sang tìm thái tử, hy vọng rằng sau này bất kể chuyện gì xảy ra, thái tử đừng nghi ngờ và tạo khoảng cách với tỷ tỷ, bởi vì công chúa dù có phải hy sinh tính mạng cũng sẽ đứng về phía đệ đệ. Cô ấy là tỷ tỷ ta, tất nhiên là như vậy, tình cảm ta dành cho chị ấy cũng vậy, vậy sau này bất cứ khi nào, ngài sẽ không đối đầu với điện hạ phải không? Đang nghĩ gì thế, ta mãi mãi đứng về phía tỷ tỷ. Thái tử tò mò không hiểu tại sao anh ấy lại nói những điều này. Tô Dung Khanh không giải thích nhiều, chỉ nói dối rằng anh đã uống say và lỡ lời. Sau đó anh rời đi và đến quán rượu say sưa. Ca ca của anh, Tô Dung Hoa, đi ngang qua, thấy đệ đệ mình, người ít khi uống rượu, tối nay lại say mềm, không khỏi than thở sự thay đổi lớn của anh ta trong năm qua. Con người ấy, làm sao có thể không thay đổi chứ? Tô Dung Hoa nhận ra đệ đệ mình đã yêu công chúa Bình Lạc, nhưng chỉ có thể đứng nhìn cô ấy lấy người khác, anh không biết phải an ủi thế nào. Dung Khanh, đệ yêu công chúa Bình Lạc, phải không? Đêm tân hôn,
hai người bắt đầu cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Lý Dung không hài lòng vì anh đã mời Tô Dung Khanh đến đón dâu, cố ý phải không? Chàng biết rõ trước đây ta đã bị Tô Dung Khanh giết, mà chàng vẫn để anh ta đến đón ta. Chàng đang nhục mạ ai đây? Sao câu nói đến miệng nàng lại thay đổi thế? Trong lòng nàng, ta là người như vậy sao? Bùi Văn Tuyên chỉ nghĩ rằng vì vợ kiếp trước đã yêu mến mình, có duyên không phận, sao không thử tiếp tục duyên phận ấy kiếp này? Chàng bảo ta làm lại thì ta làm lại, tại sao? Trong lòng nàng không phải vẫn còn để ý đến Tô Dung Khanh sao? Thôi, nói không quan tâm là giả tạo quá, nhưng mà, chúng ta đã thành hôn rồi, nói những điều này cũng không còn ý nghĩa. Lý Dung chỉ sợ Tô Dung Khanh giống như kiếp trước, coi trọng quyền lực và gia tộc hơn là cô. Bùi Văn Tuyên nói rằng trước khi kết hôn, anh đã nói chuyện với Tô Dung Khanh, hỏi nếu vợ và gia tộc có xung đột, anh ta sẽ chọn ai, ai đúng ta sẽ đứng về phía đó. Ban đầu Tô Dung Khanh không chấp nhận việc đón dâu, cho đến khi Bùi Văn Tuyên nói rằng việc công chúa lấy anh chỉ là biện pháp tạm thời, cuộc hôn nhân của ta và công chúa chỉ là một giao dịch mà thôi. Vậy tại sao lại là ta? Bùi Văn Tuyên nghĩ rằng, Tô Huynh chỉ muốn bảo vệ công chúa mà thôi, vì vậy Tô Dung Khanh không giống như điện hạ tưởng tượng, trong lòng anh ấy vẫn còn có nàng. Bùi Văn Tuyên hỏi cô sau này có muốn kết hôn với Tô Dung Khanh không? Lý Dung lập tức do dự, cô cảm thấy nếu sau này cô thực sự ly hôn, dù là công chúa đi chăng nữa, nhà Tô cũng không cho phép anh ta cưới một người đã từng kết hôn. Bùi Văn Tuyên bảo cô yên tâm về điều này, anh đã nghĩ ra giải pháp, nếu Lý Dung thực sự không thể buông bỏ Tô Dung Khanh, và Tô Dung Khanh cũng có tình cảm với cô, Bùi Văn Tuyên sẵn lòng làm trung gian mai mối. Đầu tiên, anh sẽ tạo mối quan hệ tốt với Tô Dung Khanh, thứ hai là để anh ta biết mình và công chúa chỉ là quan hệ đồng minh, cuối cùng là tạo cơ hội hẹn hò cho hai người. Kế hoạch chu đáo như vậy khiến Lý Dung biết ơn và ngay tại chỗ coi anh là bạn thân. Lý Dung nghe nói mẫu hậu quyết tâm hậu thuẫn cho Thượng Quan Nhã làm thái tử phi, để phòng ngừa bi kịch kiếp trước tái diễn, cô chuẩn bị gặp Thượng Quan Nhã trước. Bởi vì hai người kiếp trước là bạn thân, Lý Dung nghe Thượng Quan Nhã nói, khi còn trong phòng thêu, cô thường xuyên đến một nhà thơ. Nhưng Lý Dung đến không gặp ai, thay vào đó lại nghe người hầu nói rằng nơi cô thường xuyên đến là sòng bạc. Bùi Văn Tuyên không nhịn được trêu chọc cô, nàng đang tìm người ấy à? Thường thì không chính xác đâu. Lý Dung không muốn tin, vì cô bạn thân là người trong số người quen của cô mà chuẩn mực nhất, làm sao có thể đến nơi như vậy. Tuy nhiên, Bùi Văn Tuyên đã nói đã đến rồi, đi một lần cũng không sao, và thế là anh đã kéo Lý Dung vào sòng bạc. Kết quả là ngay khi nhìn vào đám đông, cô đã thấy Thượng Quan Nhã và toàn bộ chi phí tại đây đều do chính công tử này trả, mọi người cứ tự nhiên ăn uống thoải mái. Thượng Quan Nhã thấy mình bị nhận ra, đã lập tức bỏ chạy, còn Lý Dung thì tức giận đến mức rượt theo sau. Dồn cô ấy đến mức nhảy lên từ cửa sổ và rơi vào lòng một người đàn ông đi ngang qua, người này chính là người yêu kiếp trước của Thượng Quan Nhã, Tô Dung Hoa. Thật không ngờ trời lại rơi xuống một mỹ nhân như vậy, ngợi khen, ngợi khen. Thấy Bùi Văn Tuyên đuổi theo, Thượng Quan Nhã nhanh chóng ẩn náu trước mặt Tô Dung Hoa, người hiểu ý đã nhốt cô vào một cái lồng tre. Tô công tử, điện hạ, tại sao ngài lại ở đây? Có thấy một cô gái mặc đồ nam không? Thấy rồi, chạy về phía kia. Vậy ta xuống đây, ngài đón ta một cái nhé. Lý Dung không quan tâm đến tính mạng, đã nhảy xuống từ tầng 2, Bùi Văn Tuyên bất ngờ hét lên một tiếng, khiến cô ta hoảng sợ một lúc suýt nữa rơi xuống, may mà Bùi Văn Tuyên kịp thời đỡ lấy cô trong vòng tay. Chàng hét cái gì vậy, chàng làm ta sợ chết khiếp. Ta, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy, dụ dỗ điện hạ nhảy từ nơi cao như vậy xuống, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Ta, làm sao có thể trách Tô đại nhân được? Ta tự mình muốn nhảy xuống, để anh ấy đỡ lấy ta. Khi Bùi Văn Tuyên đang tranh cãi với Tô Dung Hoa, bỗng nhiên anh ta chú ý thấy cái lồng phía sau đang di chuyển, liền lập tức ra hiệu cho Lý Dung mở lồng ra. Không có ai ở đây, sao không có ai, cô ra đi. Thượng Quan Nhã không chịu ra, cho đến khi nghe thấy hai người không phải người nhà cử đến bắt cô mới từ trong đó chui ra. Đây là lần đầu tiên Lý Dung thấy bạn thân mình bộc lộ nụ cười trong sáng và tinh nghịch, khác hẳn với người mà cô quen biết. Trong kiếp trước, Thượng Quan Nhã đã làm hoàng hậu, trong mắt mọi người, cô luôn là người biết đại cục và hiểu chuyện. Trước cái chết của Tần Chân Chân, hoàng đế kiên quyết muốn an táng cô bằng lễ nghi của hoàng hậu, Thượng Quan Nhã không những không ngăn cản mà còn tỏ ra thái độ không quan tâm. Lý Dung luôn nghĩ rằng cô sinh ra đã là người rộng lượng, không ngờ là nụ cười đã bị những ngày tháng trong hậu cung mài mòn. Đồng thời, Bùi Văn Tuyên nhớ lại, trong kiếp trước, Thượng Quan Nhã và Tô Dung Hoa yêu nhau say đắm, nhưng cô lại bị cha mình ép gả cho thái tử. Nếu con đi với Tô Dung Hoa thì Thượng Quan thị sẽ trở thành trò cười lớn nhất của toàn đại hạ. Không ngờ hai người họ lại gặp lại nhau theo cách này. Trước mặt Lý Dung, cô đã bàn về chuyện hôn nhân, Thượng Quan Nhã đã sớm nghe người nhà nhắc tới, cô cố tình lẫn vào nơi u ám chỉ để khiến thái tử thấy mình như vậy và từ bỏ ý định cưới cô. Lý Dung nhìn thấy cô ấy lôi thôi yêu tự do như vậy, trong lòng đã có chắc chắn là sẽ ngăn chặn hôn sự giữa hai người. Người mà Thượng Quan Nhã từng yêu thích là Tô Dung Hoa. Sau khi kết hôn với thái tử, ta có nên nói cho Lý Dung biết không?
Tin tức Thượng Quan Nhã sắp trở tứ đại thái tử phi của thái tử nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Sau khi biết tin, hoàng thượng vô cùng tức giận. Nhà Thượng Quan đã có 3 đời làm hoàng hậu, kiểm soát hậu cung của triều đại trước trong nhiều năm, bây giờ lại còn phải chọn thêm một người nữa. Nếu thái tử và nhà Thượng Quan cố ý kết hôn, đừng trách ta không giữ họ lại. Nhu Phi đề xuất có thể vào ngày thất tịch, triệu tập các tiểu thư của các gia đình quý tộc vào cung để thái tử có thể tự mình lựa chọn kỹ càng. Nhu Phi dạy người hát ca dao, xúi dục hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong cung, không phải là để đè bẹp Nhã Nhi, mở đường cho cháu gái của mình sao? Hoàng hậu không muốn Nhu Phi được thoải mái, chuẩn bị chọn thêm vài cô gái có lợi cho con trai mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của con trai. Lý Duyên bị kẹp ở giữa mệt mỏi không chịu nổi, nhìn thấy bóng lưng của đệ đệ rời đi, Lý Dung nhớ lại kiếp trước đệ đệ mình đã trở thành hoàng đế, có được tất cả những gì mình muốn, nhưng khi Tần Chân Chân qua đời, cả người anh ta đã thay đổi, trở nên càng ngày càng bạo lực và lạnh lùng. Con thú dữ trong lòng Xuyên Nhi, rốt cuộc là từ khi nào bị nhốt vào đây nhỉ?